cái này đã chuyển sang màu nâu và nhìn nó Madagascar hơn, chống nước rồi là mi dày mi cong. Nói chung đây vẫn là một trong những cái dòng thương hiệu mascara quá đỉnh cao. Hello, chào mừng các bạn trở lại với nhau ở The Channel Wish. Hôm nay là video mà các bạn có thấy không khí Tết đang đến cận kề. Và hôm nay sẽ là về những cái sản phẩm mà mình yêu thích nhất, những cái sản phẩm mà mình nghĩ là tốt nhất và phù hợp nhất với các bạn học sinh sinh viên trong 2019. 2020 thì sắp tới, đấy là theo lịch Tết âm. Còn theo lịch Tết dương thì cũng đã tới rồi, nhưng mà chúng ta sẽ điểm lại những cái sản phẩm gọi là best of 2019 để có thể kịp thời mua sắm cho cái dịp Tết này, bởi vì mình biết là có rất nhiều sự lựa chọn. Và sự lựa chọn nào mà mình sẽ dành trong cái video này bật mí với các bạn là sẽ rất nhiều thứ rất là quen thuộc đấy. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến một brand mà chắc hẳn đã là rất là quen thuộc, và em này nổi tiếng cực kỳ với cái sản phẩm đấy là Miracle 30 Day Miracle Days, là cái sản phẩm chai toner thần thánh ấy. Thì ngày xưa mình đã rất thích cái sản phẩm chai toner đấy. Mình cũng đã có rất nhiều video review Sun By Me, và có cả một video mình review tất cả những cái sản phẩm trị mụn của Sun By Me, và lúc đấy thì mình rất hài lòng. Đến bây giờ thì mình vẫn đang sử dụng cả song thỉnh thoảng dùng cái tuýp chấm mụn của Sun By Me và cảm thấy rất là ok. Ở đây thì mình có cái bộ sản phẩm mini size Sun By Me SA BHA BHA 30 ngày Miracle Travel Kit. Cái này là travel kit nên là sẽ rất là tiện. Và có một cái hay ho, các bạn biết là gì không? Có ảnh của đại sứ Sun By Me, và đằng sau sẽ có cả chữ tiếng Hàn mà mình không đọc được. Nếu như các bạn nào mà kiểu như là vẫn băn khoăn và chưa bao giờ từng sử dụng sản phẩm nào của Sun By Me, thì mình nghĩ đây là một cái brand của Hàn Quốc mà về trị mụn rất là ok. Ở đây thì có chai toner thần thánh này, và có một cái serum, và có một cái cream. Cái này thì tiện để mang đi du lịch. Những ai chưa bao giờ dùng Sun By Me, các bạn có thể mua cái này dùng thử. Tại vì cái thời gian để sử dụng những cái sản phẩm kit này ấy, thì bộ toner này các bạn sẽ dùng được khoảng 2 tuần, serum cũng thế, nhưng kem thì các bạn có thể dùng được nhiều hơn. Và đấy cũng là một cái quãng thời gian để chúng ta có thể trải nghiệm được cái này, biết là da của mình có phù hợp, có thích nghi được với cái sản phẩm này hay không, thì hãy mua những cái size lớn đấy. Và Sun By Me thì là một cái sự lựa chọn mà cái giá tiền nó sẽ ổn, nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200.000 với 300, và nó là một trong những cái thương hiệu mà đi đầu về AHA, BHA và PHA. Thì các bạn biết rồi đấy, những bạn nào trị mụn chắc là nghe quen quá rồi. Ok, tiếp đến thì mình sẽ nói về tẩy trang đi ha. Tại vì cái năm vừa rồi có lẽ là cái năm mà mình skincare nhiều nhất, mà mình nói nhiều nhất về chuyện làm sạch, về chuyện chăm sóc da, và kết quả là da mình cũng đã đẹp hơn. Như các bạn thấy, rất nhiều video mình đã để mặt mộc, và ok, cùng một năm cố gắng, và mình hy vọng là các bạn cũng sẽ có một làn da đẹp hơn nữa. Nói về tẩy trang thì đầu tiên sẽ là một cái nước tẩy trang được gọi là nước tẩy trang quốc dân. Cái này là Bioderma, thì chắc cũng không cần phải nói nhiều, cũng không cần phải review, thì nó là một cái dòng micellar mà rất là đỉnh. Nó kể cả da nhạy cảm, da bị mụn da như thế nào cũng dùng cái này rất là ok. Nhưng chỉ có một cái mà mình hơi băn khoăn với rất nhiều các bạn sinh học sinh ý, đấy là em này hơi mắc một chút, tại vì nó là kiểu mỹ phẩm của Pháp, dược mỹ phẩm của Pháp nên là nó hơi mắc. Nếu mà các bạn sử dụng một cái loại sản phẩm tẩy trang nào, thì những cái bạn da mụn, da nhạy cảm, mình có rất nhiều, có một người bạn mà chỉ sử dụng được các sản phẩm của Pháp, và đặc biệt là bio, tẩy trang chỉ dùng được bio luôn. Tuy nhiên thì hạn chế nhỏ nhỏ của bio đấy là những cái mà waterproof về mascara, eyeliner hay là những cái son mà quá gọi là bám thì sẽ không thể đi sạch được hoàn toàn. Nhưng mà cái này nó sẽ sạch được khoảng 80% với tất cả các lượng trên mặt phấn, son, các lớp liền dày. Thì mình thấy đây là cũng là em tẩy trang quốc dân mà nên các bạn nên mua. Sau khi bước tẩy trang thì sẽ đến bước là sữa rửa mặt. Cái bao bì này thì mới quá nên mọi người chắc sẽ không biết, nhưng mà nhìn thấy cái rau má ở đây, Centaur Asiatica, cái này là rau má châu Phi. Đây là sữa rửa mặt mới của Skin 1004, tức hay đọc tiếng Việt là Skin 1004 đấy. Thì đây là một cái hãng mà gọi là mang mình đến với cái gọi là tinh chất rau má đầu tiên. Tại vì ngày xưa cái chai serum của 1004 nó cách đây xem nào 3 năm là cái sản phẩm mà mình biết đến đầu tiên về cái kiểu châu Á, và lúc đấy mình không nghĩ là một cái hãng của Hàn Quốc đỉnh như thế. Đây là một dòng sản phẩm mới của Skin 114. Thì họ đã đổi bao bì, thay bằng việc là những cái chai màu trong trong mà xanh xanh, thì cái này đã chuyển sang màu nâu và nhìn nó Madagascar hơn.
Nói thật là mình rất thích cái design thiết kế mới này, tại vì nó một cái cảm giác nó rất là chuyên nghiệp mà có cái gì đấy nó rất là châu Phi. Như các bạn có thể nhìn thấy kể cả cái mờ mờ trên tay nhá, mình sẽ nhìn thấy cái chất kem nó mờ mờ, xong rồi nó giống như là những cái nền đất. Mình cảm thấy thiết kế này rất đẹp. Ngoài Sunbaby ra thì Skin 114 có thể là cái thương hiệu Hàn Quốc mà đi đầu về cái dòng trị mụn, và đặc biệt cái tinh chất rau má của họ quá nổi tiếng và chắc các bạn cũng nghe nhiều và nhiều người dùng rồi. Và giá thành của những cái em sản phẩm của Skin 114 thì nó cũng không quá mắc, nó cũng rơi vào khoảng 300.000, tương đương với Sunbaby, và mình thấy đây là một đối thủ rất là đáng gờm. Tuy nhiên thì mình không thích các sản phẩm cái mùi sữa rửa mặt hoặc những cái tinh dầu tinh chất của Sunbaby lắm, tại vì nó như kiểu có tinh dầu chàm chà nhiều hơn. Còn những cái này thì cái mùi của nó rất là dịu nhẹ và rất là thích. Cái sữa rửa mặt này dùng mê lắm, nên là những bạn nào mà muốn sử dụng cái sản phẩm rửa mặt trị mụn có tinh chất rau má mà thích những cái mùi dịu nhẹ kiểu thiên nhiên ấy, những giá tiền hợp lý, thì Skin 114 là một cái thương hiệu mà mình muốn đề cập đến để các bạn có thêm một sự lựa chọn tốt hơn. Và nhắc lại một lần nữa là cái thiết kế mới của Skin 114 hoàn toàn hạ gục mình, kiểu rất là Madagascar. Sau bước rửa mặt sẽ là bước dùng toner để làm sạch lại da cũng như là xe kít lỗ chân lông này kia. Thì chúng ta sẽ có một thương hiệu rất là quen nữa trong năm vừa qua, đấy là Dear Class. Đây là cái vỏ chai. Ở đây mình có em toner là Reparation Facial Toner. Cái toner này, cái dưỡng chất của nó khá là đặc và trong trong. Và khi mà apply cái toner này lên trên mặt, các bạn sẽ cảm thấy mặt hơi dính nhẹ một chút xíu, nhưng sau đấy nó sẽ khô dần đi và nó sẽ để lại một cái lượng đủ ẩm cũng như là dịu nhẹ dành cho da. Nó giống như là một cái bước mà để cho hấp thụ dưỡng chất nhiều từ cream, từ serum nữa. Toner của Dear Clay này sẽ rơi vào khoảng hơn 200.000. Và nếu các bạn nào đã biết đến WeChat rồi Dear Clay thì mọi người đã hẳn thấy là đều có chiết xuất thiên nhiên và không kiểm nghiệm lên động vật, tức là rất là thiên nhiên. Cái slogan của họ luôn là Simple is the best, nên là mọi thứ nó sẽ rất là chỉn chu và dễ thương, là đơn giản. Nói đến đây thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cái dòng nữa, đấy là cái dòng vitamin C này, Thiêu vitamin C 21.5% serum. Cái serum này nó rất là nổi, hẳn là một trong những cái serum nổi đến nỗi các bạn chỉ cần search Google, các bạn search là vitamin C serum thì nó chắc chắn sẽ ra một trong những cái này, và đã được rất nhiều người sử dụng và review cũng như là tin tưởng. Tinh chất vitamin C này có đến 21.5% là vitamin C tinh khiết, cho nên là các bạn nên bảo quản ở trong tủ lạnh, ở cái ngăn mát nhá. Tại vì nếu mà chúng ta bóc ra, chúng ta để ở ngoài mà những cái chỗ mà nó nóng ấy, thì nó sẽ rất dễ bị oxy hóa. Khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ bóc cái này ra và thay bằng cái ống khí cầu pump này để nhỏ giọt lên. Cái vitamin C này thì nó sẽ giúp cho những cái vết thâm rồi thu nhỏ lỗ chân lông. Quan trọng là nếu như bạn nào mà vẫn băn khoăn về cái chuyện tác dụng của những cái sản phẩm vitamin C ấy, thì vitamin C nó đóng một vai trò mà cực kỳ quan trọng trên cơ thể của mình. Và đây sẽ là một em serum cùng toner WeChat và Dear Clay mà giá rất phù hợp cho các bạn học sinh. Nếu mà nhắc đến cream thì mình có thể lựa chọn rất nhiều dòng cream của Dear Clay, của WeChat, nhưng ở đây thì mình sẽ có kem dưỡng da cũng của WeChat. Ba em này đi với nhau nó rất là dễ dùng. Mình chưa thấy một bạn nào kêu ca về nó gây mẩn đỏ, dị ứng gì đối với những làn da nhạy cảm cả. Chất kem này của WeChat ấy thì nó kiểu như có một cái mùi xê nhẹ nhẹ, đặc sạch, trắng, tan rất là nhanh. Và có một cái đặc điểm của tất cả những cái sản phẩm Hàn Quốc ấy là nó đều có một cái độ bóng nhẹ khi mà hiệu ứng trên da mặt, đó là lý do tại sao da người Hàn rất là bóng. Toner, serum và cream rất là basic mà dành cho các bạn học sinh sinh viên rất là phù hợp. Nãy giờ thì toàn là các sản phẩm skincare, tại vì năm 2019 mình làm rất nhiều về skincare và hôm nay mình pick ra những cái sản phẩm quen thuộc nhất, mình nói nhiều nhất và mình điểm mặt chỉ tên rất là nhiều, nên là bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua make up một chút. Đấy là mascara và son. Tại sao không phải là Kitchen phấn mắt hay là má?
mà lại là mascara và son. Là bởi vì cushion thì nếu mà để mình không thực sự là mình pick ra được cái sản phẩm cushion nào mà mình thích nhất hiện giờ cả. Tại vì nếu mà mình nói thích nhất, mình có một list và đã có rất nhiều video về cushion rồi. Và nếu 2020 chắc là mình sẽ phải làm thêm một video về cushion 2020 nữa, tại vì mình là một tín đồ make cushion. Còn phần mắt thì mình cũng có quá nhiều, trời ơi, mình không thể pick cho được, mình muốn khoe hết tất cả mọi người, nên lại sẽ là một video khác. Đấy là mascara và son. Thì ở đây đấy là ưu tiên hàng Việt Nam. Đấy là son Lemonade, dòng son mới. Want it, get it. Lemonade thì là một brand Việt Nam nhưng mà được sản xuất với công nghệ Hàn Quốc, nên không có cái lý do gì mà có thể chê được cái dòng son này cả. Có chăng thì là bởi vì em này thường thích cái màu vàng. Thôi mà mình thích màu vàng thì mình không chê. Mình đùa đấy, là mình không tìm ra được một cái điểm gì lắm để mình chê cái dòng son này. Ở đây thì mình có màu I104. Mình sẽ thử đánh lên môi để cho mọi người xem cái màu này một chút. Siêu đẹp, chất son thì đã lỏng hơn, rất là kiểu mỏng nhẹ trên môi. Và nếu mà các bạn nào mà muốn mình review kỹ cũng như là swatch bộ son này thì các bạn có thể comment rất nhiều bên dưới để có thể làm trong 2020. Thực ra thì Lemonade thì có đến nay đã rất là nhiều season rồi. Có một điều mà mình cực kỳ ấn tượng với Lemonade đấy là cái son đợt đầu tiên là nó còn cả một cái filler để làm cho đầy rãnh môi để đánh son đẹp hơn. Và đây là một cái sự lựa chọn hàng Việt Nam đi. Thật ra cũng không hoàn toàn là hàng Việt Nam cho lắm, nhưng mà một brand Việt Nam và mình thấy phù hợp, và cũng như các bạn trẻ thì rất là yêu thích, nên mình thấy ok. Nếu mà để chọn ra được một cái màu son, một thỏi son nào mà mình thích nhất trong 2019 thì thực sự là một cái sự lựa chọn rất khó với mình, nên là mình lại chọn một cái brand Việt Nam để không phải suy nghĩ nhiều. Thật ra thì cũng có rất nhiều các dòng son Việt, tuy nhiên Lemonade nó đáp ứng kiểu dạng như là đẹp nhất này, xinh nhất này, và mọi thứ nó đồng đều, nó hài hòa, giá tiền ổn và mọi thứ nó ok, chất lượng ổn định, nên đó là lý do tại sao mà chọn Lemonade. Và thứ cuối cùng đấy là mascara. Mascara thì nhìn các bạn cũng đã biết đây là Maybelline New York. Nói đến Maybelline là chúng ta nghĩ ngay đầu tiên đến mascara và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà cái mascara này các bạn có thể mua được bất kỳ cửa hàng siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bất kỳ chỗ nào các bạn cũng có thể mua được. Nên là mình rất thích. Và cái em này thì là cái dòng waterproof, hyper curve waterproof, tức là rất là cong. Mascara của Maybelline thì chỉ có một nhược điểm nhất mà mình khá là ghét và rất nhiều người cũng nói, đấy là nó rất là nhanh bị khô, kiểu như là dùng được khoảng 1-2 tháng nó khô ở bên trong rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái giá thành nó rơi vào khoảng hơn 100.000, dao động như thế thì dùng khoảng 1-2 tháng như vậy là ok đúng không? Mà chống nước rồi làm mi dày mi cong. Nói chung đây vẫn là một trong những cái dòng thương hiệu mascara quá đỉnh cao và đã được công nhận trên toàn thế giới rồi. Ok, vậy nãy giờ thì cũng đã nhắc đến rất nhiều brand rồi, và mình nghĩ các bạn cũng đã ong trong đầu nhiều sự lựa chọn. Và đấy là năm 2019 của mình với những cái tiêu chí là giá tiền phù hợp với học sinh sinh viên này, chất lượng ổn định này. Và các bạn đừng quên là cuối năm phải tậu rất nhiều những sản phẩm hot với dịp Tết này, và ưu đãi lên tới tận hơn 50% nhé. Và có cả quà tặng từ ngày 15 tháng 1 tại Sami Shop. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho tất cả các sản phẩm nhé. Và chúc mọi người Tết này mua sắm một cái Tết thật huy hoàng, rực rỡ. Yeah! Độ tin cậy của brand cũng như là cái chất lượng sử dụng. Đấy, nên là các bạn hãy comment những cái sản phẩm mà các bạn yêu thích nhất trong 2019 ở phía dưới nhé. Và mình hứa là sẽ có nhiều giveaway ở trên fanpage cũng như là trên Instagram. Và chúc mọi người cái mùa cuối năm này mua sắm thật là thông thái và thông minh, và luôn xinh đẹp, cũng như là đừng quên bỏ lỡ một video nào của mình bằng cách nhấn chuông vào nút subscribe. À, đầu tiên là phải nút bấm subscribe trước, sau đấy là nhấn chuông để không bỏ lỡ một video. Ghé thăm fanpage và Instagram để update mọi thông tin nhanh nhất. Và bye bye. À, thông tin của sản phẩm sẽ ở dưới phần mô tả nhé, và cả những chương trình khuyến mại nữa. Bye bye.